Chào các bạn nhé. Đấy, đang đứng bên cân nêu các bạn, ngắm nó lần cuối các bạn nhé. Ngày mai mùng 7 thì hạ nêu rồi. Đấy, mình quay cho các bạn xem tí nhé. Ngày mùng 7 là phải hạ nêu rồi các bạn nhé. 23 tháng chạp thì dừng nó lên để cho ông táo lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng trong một năm qua đã làm được gì và chưa làm được gì ở dưới hạ dưới các bạn nhé. Còn đến ngày mùng 7 tháng giêng, ngày mùng 7 Tết thì ông táo sẽ trở về hạ dưới các bạn nhé. Đấy, thì hôm nay trời đang mưa các bạn, tối mùng 6 Tết này, trời đang mưa, không biết mai có dợ không. Mai mà trời dợ thì hạ xuống, mà trời chưa dợ thì cứ để đấy các bạn, cứ để đấy khi nào giờ không mưa nữa thì mình hạ xuống các bạn nhé. Đấy, không biết ông táo lên trời nửa tháng các bạn ạ. Ông táo lên trời nửa tháng đấy, không biết báo cáo thế nào mà lâu thế các bạn, báo cáo với Ngọc Hoàng mà lâu thế, chắc là đi ăn đầu tiên nữa đây, đi chơi nữa. Trên ấy thì chắc là cũng nhiều gái đẹp nữa các bạn ạ, nên ông táo chắc là còn vui chơi, báo cáo xong là còn vui chơi đấy, nửa tháng trời mới trở về hạ giới các bạn nhé. Đấy, mình nghĩ như vậy thôi, chắc là vậy, chắc là ông không đưa bà táo lên đâu, đưa bà táo lên mà đi ngắm gái thì về sẽ có chuyện ngay đấy. Bà ngồi bên mà bà lườm cái là ông chảy mất dép. Ngắm một tí, ngắm một tí thôi. Chỉ có tối nay nó mới đỏ đèn thế này thôi, đỏ bóng nháy thế này thôi. Đấy, trời đang mưa. Đấy, trời đang mưa kinh khủng quá. Mình dùng điện thoại quay, quay một tí thôi. Trời mưa, đường xá gì cũng ấy. Đấy, đấy các bạn, chắc là video này mình cũng kết thúc ở đây thôi. Trời đang mưa các bạn. Đấy, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Các bạn xem ủng hộ mình với nhé, Thăng Lê Vlog Nhịp Sống Hà Tĩnh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy, đến ngày hôm nay là được hơn 200 người đăng ký rồi các bạn. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ nhé. Đấy, mình có động lực để mình làm tiếp các video tiếp theo nhé. Mình chào các bạn ở đây.